hay trên thị trường mọi người hay gọi là tranh tráng gương, tranh phủ gương cũng đều là nó. Đây là cái dòng tranh hot nhất trên thị trường hiện nay với chất liệu là in 5D, UV trực tiếp trên PVC và dày là 1,2cm này. Sau đó sẽ được phủ một lớp gương để tạo độ bóng cho tranh. Tranh rất là bền và chắc chắn, độ bền của tranh rơi vào khoảng tầm 30 năm và mình có thể treo tranh trong nhà hay là ngoài trời thì cũng đều được. Và tranh nhà em thì không sợ ẩm mốc này không sợ cong vênh không sợ chảy không sợ mối mọt và không sợ nước mọi người nhé nhà em hiện tại thì đang khuyến mãi giá tại xưởng chỉ từ 299.000 trên một tấm miễn phí ship toàn quốc và mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé Tấm tranh đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người, đây là tấm tranh cá chép vượt mũ môn hóa rồng và bức tranh này được thì được ví như là một câu chuyện về sự kiên cường này, ý chí sắt đá này và những nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn và thử thách. Tất cả các mẫu tranh nhà em thì đều nhận làm theo kích thước theo yêu cầu mọi người ạ. Đó, cái tấm tranh này rất là đẹp luôn. Em quay cận cảnh cho mọi người xem nhé tấm tranh tiếp theo là tấm tranh kiểu ngư quần hội à, với cái uh, mẫu tranh kiểu ngư quần hội thì em sẽ không cần phải giải thích về ý nghĩa của tranh nữa nhé tấm tranh tiếp theo thì là cả hiêu phú quý này theo quan niệm của ông cha ta thì hiêu là một loài vật mang lại phú quý và giàu sang em sẽ cây quận cảnh cho mọi người rõ hơn về chất liệu tranh của nhà em ạ khung tranh thì được làm rất là đẹp và chắc chắn này tùy theo mẫu tranh mà nhà em sẽ làm làm uh, cho mọi người theo cái màu khung phù hợp mẫu tranh tiếp theo cũng là mẫu hiêu phú quý mọi người ạ khung thì sẽ được làm dày là 1,2 cm mọi người nhé đằng sau tranh sẽ có móc treo sẵn luôn về thì mọi người chỉ việc đóng đinh hoặc khoan bát vít treo tường thôi ạ Bộ tranh tiếp theo sẽ là một bộ tranh hoa sen. Hoa sen thì là quốc hoa của Việt Nam với ý nghĩa là thanh tao và thuần khiết mọi người ạ. Bộ tranh này thì em đang quay là kích thước là rộng 2m, chiều cao là 1m. Một bộ tranh thì gồm có 3 tấm như hình luôn nhé. tấm tranh tiếp theo em xin giới thiệu cho mọi người đó chính là một tấm tranh uh, cá chép hoa sen thì là trên cái tấm tranh này thì gồm có 10 con cá với ý nghĩa là thập toàn thập mỹ trong công danh và sự nghiệp mọi người ạ Bộ tranh tiếp theo chính là một bộ tranh hoa mộc lan 5 tấm với tông màu chủ đạo là tông màu xanh với điểm nhấn là hoa mộc lan ở trên 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 bộ tranh mọi người ạ. Một bộ tranh này được kích thước là rộng 1 mét rưỡi, cao là 90 cm. Em quay cận cảnh cho mọi người xem rõ về chất liệu tranh của nhà em nhé. Tranh rất là dày dặn và chắc chắn luôn ạ. Bộ tranh này thì mọi người có thể treo phòng khách này, treo phòng ngủ thì đều đẹp. Ngoài ra thì bên em còn có cả kích thước lớn hơn như là 2m x 1m mọi người ạ. Nghĩa là chiều rộng là 2m và chiều cao là 1m mọi người nhé. Tiếp theo sẽ là một bộ tranh hiêu 3 tấm. Với dòng mẫu tranh 3 tấm thì nhà em hiện tại đang sale giá chỉ từ 490.000 trên một bộ mọi người ạ. Với kích thước em đang quay đây là 40 x 60 x 3 tấm ạ. Tấm tranh tiếp theo là một tấm tranh cá chép với kích thước là bộ 50 x 80 mọi người ạ. À, với cái dòng tranh một tấm ý, thì nhà em đang sale giá chỉ từ 299.000 thôi ạ. Đến với bộ tranh 3 tấm tiếp theo thì cũng là một bộ tranh hiêu với kích thước là 40 x 60 x 3 tấm mọi người nhé. Mẫu hiêu này thì mình có thể treo ở trong phòng khách này, treo phòng ngủ hoặc treo cầu thang đều đẹp. Em sẽ sau thêm một bộ tranh 3 tấm nữa để cho mọi người xem nhé. Bộ tranh 3 tấm này thì với kích thước là 1 x 2, chiều cao là 60cm mọi người ạ. Mẫu tranh này thì mình sẽ treo phòng khách nhé. là tấm tranh hoa sen. Tấm tranh này thì em quay hơi bị ngược sáng một xíu, cho nên là nhìn màu nó không thật. Uh, lát nữa thì em sẽ quay lại cho mọi người xem cái tấm tranh hoa sen này nhá. Tấm tranh này cùng thì cũng rất là đẹp luôn. Cái tấm tranh tiếp theo sẽ là một cái tấm tranh đơn thôi, với kích thước là 50 x 80. Đây là tấm tranh bình hoa hướng dương mọi người ạ. Một bộ tranh phong cảnh kích tiếp theo là kích thước là rộng 1m rưỡi, cao là 50cm mọi người ạ. Bộ tranh tiếp theo là một bộ tranh phong cảnh London này, với kích thước 3 tấm là 3, 40 x 60 x 3 tấm. Tấm tranh siêu phẩm của em ngày hôm nay chính là tấm tranh chữ lộc này đây ạ. Em sẽ quay lại để cho mọi người nhìn rõ nhé. Tấm tranh chữ lọc này thì kích thước là 50 x 80 cm mọi người ạ. Và em còn giới thiệu cho mọi người nữa là một bộ tranh hoa sen. Bộ tranh này là kích thước là 30 x 60 x 3 tập à, clip ngày hôm nay em quay thì chính là tấm tranh Đức Phật A Di Đà đấy ạ. Với kích thước là 80 cm và nhân là 120 cm mọi người nhé trang nhà em thì rất là bóng, rất là đẹp và rất là sang luôn ạ. Chính là đóng gói ship hàng đi cho mọi người nè. Mọi người lưu ý dùng cho em là ưng mẫu nào thì chụp ảnh màn hình và gửi qua cho em nhé. Bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho mọi người. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay ạ.